Ngành du lịch tại Việt Nam đóng góp hơn 279 tỷ đồng, tương đương 6,6% cho GDP, hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Đây là nội dung trong báo cáo thường niên Travel and Tourism Economic Impact 2016 Việt Nam do Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới công bố. Với những đóng góp trên, hiện tại ngành du lịch đang đứng thứ 40 trên 184 cả nước về đóng góp trực tiếp vào GDP. Tính đến tháng 5, giá cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại sau một năm thua lỗ liên tục. Cụ thể, giá thu mua cá tra nguyên liệu đã tăng đột biến từ 19.000 đồng lên đến 22.000 đồng một ký, mức giá cao nhất trong năm qua. Hiện tại, giá trị cá tra xuất khẩu đạt hơn 435 triệu Mỹ Kim, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015. Và cuối cùng, thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu gà giống từ Trung Quốc để kiểm soát dịch bệnh H5N1. Đề xuất này đang gặp phải nhiều sự phản đối từ nhiều phía vì hiện tại số gà nuôi trong nước đang dư thừa. Ngoài ra, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, các virus cúm gà mới của thế giới hiện được phát tán từ Trung Quốc và chất lượng gà giống Trung Quốc kém với tỷ lệ chết cao.